Thưa quý vị, thưa các bạn, với trữ lượng lớn và phẩm chất tốt vào bậc nhất cả nước, Lục Yên, Yên Bái được biết đến như là một vương quốc của đá quý. Đá Lục Yên được đánh giá là đẹp với nhiều màu sắc phong phú, tận dụng chính những mảnh vụn dồi dào từ mỗi vụ khai thác, thêm sự khéo léo của các nghệ nhân mà dòng tranh đá quý ra đời. Được thiên nhiên ưu đãi dành cho những mỏ đá với trữ lượng lớn và phẩm chất đá tốt và bậc nhất của cả nước, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được biết đến như một thủ phủ của đá quý. Tại đây, những viên đá quý lớn, đạt chuẩn thì người ta dùng làm trang sức và vật phẩm, còn đá màu hay là ruby, sapphire cấp thấp, vỡ dạn, hạt nhỏ thì được dùng vào việc làm tranh. Từ đó mà làng nghề tranh đá quý Lục Yên ra đời. Những năm trở lại đây thì trong quá trình khai thác ấy, thì các cái sản phẩm quý và bán quý thì nó vẫn còn tồn tại ở trên địa bàn rất nhiều. Từ những năm 2000 trở lại đây thì một số doanh nghiệp và một số cơ sở kinh doanh thì đã hình thành nên cái nghề là sản xuất tranh đá quý. Thì cái sản xuất tranh đá quý này bắt đầu là hình thành là từ những cái bức tranh dân gian, bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng, và người ta gắn lên trên tranh những cái hình ảnh và bằng đá để cho nó tạo lên những cái sản phẩm có giá trị. Thì khi sản phẩm bắt đầu là được bán ra thị trường thì là được người tiêu dùng là rất là ưa chuộng. Hiện nay Lục Yên có 50 cơ sở sản xuất tranh đá, tập trung chủ yếu ở thị trấn Yên Thế, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Nguyên liệu làm tranh đá phần lớn là đá ruby mắt tôm tự nhiên, có màu sắc đẹp, được nhiều khách hàng ưa thích. Với chất liệu hoàn toàn từ đá thiên nhiên trong lòng đất, tranh đá quý Lục Yên đã trở thành một trong những sản phẩm có thương hiệu lớn trên thị trường trong nước và thế giới. Sau 20 năm hình thành và phát triển thì huyện cũng đã tạo điều kiện rất nhiều cho các doanh nghiệp phát triển thông qua các cái chương trình. Thứ nhất là chương trình khuyến công của địa phương, thứ hai là chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chương trình 1956 của chính phủ. Thì cũng trên địa bàn huyện cũng đã mở các lớp đào tạo nghề được 200-300 học viên hàng năm, thì cũng tạo ra được khoảng độ 13-15.000 cái bức tranh hàng năm. Và cái giá trị sản phẩm tiêu thụ thì cũng từ khoảng độ đến 45-50 tỷ đồng mỗi năm. Tranh đá quý Lục Yên được làm hoàn toàn từ đá quý tự nhiên, tuy chỉ là đá vụn, còn gọi là đá mắt tôm, và keo dính, nhưng để cho ra đời một tác phẩm có hồn thì đòi hỏi rất nhiều công sức. Ban đầu, tranh đá quý Lục Yên thường sử dụng các mẫu tranh có sẵn, tranh dân gian như là đông hồ, hàng trống, những chiếc đĩa, quạt có thư pháp, dần dần xuất hiện những bức tranh đá quý cổ lớn, thậm chí mô phỏng theo những tuyệt tác của thế giới, thuyết phục cả những khách hàng khó tính nhất. Chúng tôi đã duy trì được 27 năm nay, và chợ chúng tôi cũng như là hiệp hội của chúng tôi cũng rất duy trì và cũng đang có đà rất phát triển. Thế và chính quyền địa phương thì cũng tạo điều kiện rất nhiều để tạo điều kiện cho hội duy trì. Để tồn tại được 27 năm nay thì cái chữ tín của chúng ta phải đứng hàng đầu. Sản phẩm của chúng ta khi trao tay cho khách hàng là sản phẩm phải có nguồn gốc, phải có những cái chất lượng. Để mà mình làm những bức tranh đá hoàn thiện thì công đoạn thứ nhất là khâu giá đá. Thì giá đá được phân loại các loại đá như là hàng thô, hàng vừa và hàng đồ trên mịn, hàng mịn. Có mẫu, làm theo mẫu và rắc đá. Và thứ hai là đến khi nó hoàn thiện rồi thì mình giò keo là khâu cuối cùng. Đóng khung và đến cuối cùng nữa là đi gửi cho khách hàng. Mỗi bức tranh thành công là sự kết hợp hài hòa giữa ý tưởng phối cảnh của người họa sĩ với đôi bàn tay khéo léo của người ghép đá, chăm chút công phu từng họa tiết. Từ nguyên liệu cho tới quy trình hẳn đã nói lên sự công phu và tỉ mỉ trong từng bức tranh. Tô điểm cho ngôi nhà của bạn với các sản phẩm tranh đá quý thiên nhiên không chỉ tăng thêm sự sang trọng, hiện đại mà còn là sự gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên trong không gian sống. Cho đến nay, nghề tranh đá quý tại Lục Yên vẫn đang phát huy hiệu quả, không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, văn hóa, mà nó cũng góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Chính vì vậy, phát triển và duy trì làng nghề truyền thống này sẽ thực sự là một hướng đi bền vững của địa phương.